Phòng, du khách không thể không ghé thăm khu di tích tràng Trình Nguyễn Bộ Thiên, tọa lạc ở thôn Trung An, xã Lý Hợp, huyện Vĩnh Bảo. Nguyễn Bình Thiên là danh sĩ thời nhà Mạc, người đời coi ông là nhà tiên tri số một trong lịch sử Việt Nam, đồng thời lưu truyền nhiều câu sấm ký được cho là bắt nguồn từ ông và gọi chung là sấm tràng Trình. Nguyễn Bình Thiên cũng được coi là người đầu tiên trong lịch sử nhắc đến hai chữ Việt Nam một cách có ý thức nhất. Đến Hải Phòng, du khách sẽ được thăm lại quê hương của vị vua đầu triều Mạc, Mạc Đăng Dung, ở làng Cổ Trai, huyện Kiến Lự, thăm từ đường họ Mạc, di tích lịch sử.